khoa học đã chứng minh công dụng chữa bệnh tự nhiên của trà xanh. Với fluor và polyphenol, trà xanh giúp ngăn ngừa các bệnh răng miệng do nhiệt. Thêm một phát minh nữa, TS trà xanh mới, tinh chất trà xanh kết hợp canxi và fluor cho bạn kem đánh răng có 102. Tinh chất trà xanh giúp ngăn ngừa các bệnh răng miệng do nhiệt, còn fluor và canxi giúp răng khỏe hơn. Hãy sử dụng TS trà xanh mới cho gia đình bạn. Cả nhà tôi đều thích TS trà xanh mới. Mình gọi mấy hộp cho dì Hai nước ngoài đó ba. Được chứ, TS trà xanh mới giúp ngăn ngừa các bệnh răng miệng do nhiệt.